sự nổi dậy mạnh mẽ của loài sinh vật nguy hiểm và âm mưu chiếm lĩnh. Dagger, cậu muốn gì đây? Con quỷ bóng đêm. Khơi dậy cuộc chiến khốc liệt. Tụi con sẽ cứu cha về bằng bất cứ giá nào đi nữa. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng đi. Nhưng là khởi đầu cho một thế hệ chiến binh mới. Tôi nghĩ chúng ta nên giải quyết chuyện này theo cách của người Viking. Chỉ tôi với cậu. Đón xem Vùng Đất Luyện Đồng phát sóng lúc 17:30 từ thứ tư đến thứ sáu trên kênh HTV3 Dream Steam.